Sau 2 năm bị gián đoạn bởi những tác động từ đại dịch, thể thao điện tử Việt Nam đang dần rũ bùng trỗi dậy đầy mạnh mẽ với sự trở lại của những giải đấu chuyên nghiệp. Cùng với đó là kỳ SEA Games 31 sẽ được diễn ra tại quê hương. Dự kiến những tín hiệu đáng mừng, các sân chơi dành cho các bạn sinh viên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Esports là dành cho tất cả mọi người và là những sàn đấu học đường, là nơi để những người trẻ thể hiện tài năng. Đáp ứng cho nhu cầu đó, giải đấu thể thao điện tử sinh viên UEC chính thức được khởi động, mở ra cơ hội cho những bạn sinh viên có đam mê được bước lên vũ đài danh vọng của thể thao điện tử. Đây là một trong những giải đấu thể thao điện tử dành cho sinh viên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên khắp cả nước và tạo điều kiện tối đa cho những người chơi vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường. University Esports Championship Warrior hay UEC 2022 hứa hẹn sẽ là cơ hội tốt để cộng đồng sinh viên yêu mến thể thao điện tử có thể thỏa sức thể hiện đam mê, cùng nhau thi đấu để chinh phục các ngôi vị vô địch quốc gia và giành lấy các phần thưởng giá trị. Đồng thời, đây cũng sẽ là bước đệm để mang phong trào thi đấu esports đến gần hơn và tiếp tục đẩy mạnh tới thế hệ trẻ đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước. Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam Viresa và công ty cổ phần VNG đã chính thức công bố việc phối hợp tổ chức UEC 2022. Trong đó, VNG sẽ là đơn vị tổ chức và triển khai giải đấu, còn Viresa sẽ là đơn vị đồng tổ chức và bảo trợ chuyên môn. Về phía nhà tài trợ, họ cũng hân hạnh chào đón sự đồng hành của ông trùm công nghệ điện tử Hàn Quốc, Samsung. Với những chiếc trụ cột gần như vững chắc như vậy, giải đấu có điều kiện hoàn hảo để phát triển rộng trên quy mô lớn và chuyên nghiệp hóa mọi công đoạn tổ chức một cách tốt nhất. UEC 2022 sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến với 3 bộ môn thi đấu là PUBG Mobile, Tốc Chiến và Valorant. Lộ trình giải đấu bắt đầu từ giai đoạn mở đăng ký ngày 27 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Các đội tuyển esports sinh viên toàn quốc sẽ có 3 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào giai đoạn vòng loại ở cả 3 khu vực Bắc Trung Nam diễn ra từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 4. Tuy nhiên, ban tổ chức sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp về việc sắp xếp thời gian cũng như tìm đồng đội đã có một số điều chỉnh nhất định để thuận lợi hơn cho người tham gia với việc kéo dài thời gian đăng ký đến hết ngày 10 tháng 4. Đồng thời, cũng chốt thời gian và thể thức thi đấu vòng loại khu vực của các bộ môn như sau. PUBG Mobile diễn ra vào thứ Bảy 16 tháng 4 và Chủ nhật 17 tháng 4 với thể thức Online Squad Mode. 32 đội tuyển của mỗi khu vực chia làm 2 bảng, mỗi bảng 16 đội thi đấu để tìm ra 8 đội xuất sắc nhất tiến vào chung kết miền. Tốc Chiến cũng sẽ được tổ chức thi đấu trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4. Các đội đăng ký sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp Online BO3 và chọn ra top 1 mỗi khu vực tiến vào vòng chung kết miền. Valorant sẽ được diễn ra trong vòng 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 4 với 64 đội tuyển mỗi khu vực. Hình thức thi đấu cũng sẽ là loại trực tiếp Online BO3 và tìm ra 8 đội xuất sắc nhất vào chung kết miền. Sau giai đoạn vòng loại khu vực, những đội tuyển xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh đấu với nhau ở chung kết miền. Chung kết miền Nam từ 22 đến 24 tháng 4, chung kết miền Trung từ 27 đến 29 tháng 4 và chung kết miền Bắc từ 29 tháng 4 đến 1 tháng 5. Cuối cùng, hành trình UEC 2022 sẽ khép lại bằng những ngày thi đấu nảy lửa của chung kết quốc gia, nơi những vị tinh tú nhất của thể thao điện tử sinh viên 3 miền Bắc Trung Nam sẽ thi đấu không khoan nhượng cho ngôi vị cao nhất. Tất cả 3 bộ môn sẽ được diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Đó chắc chắn là một lộ trình dài hơi và khó nhằn, đòi hỏi các bạn sinh viên, ngoài việc trang bị những thiết bị ổn định, phong độ cao để thi đấu tốt nhất, thì cũng phải cân bằng giữa việc học, luyện tập và thi đấu. Một thử thách không hề nhỏ sẽ chờ đợi các bạn sinh viên ở phía trước, tuy nhiên sẽ luôn có phần thưởng dành cho người xứng đáng. Công sức mà các bạn dành ra đối với giải thưởng, bên cạnh sự cảm kích, ngưỡng mộ từ các cổ động viên, từ những bạn bè, từ nhà trường, thì ban tổ chức còn được tài trợ cụ thể hóa bằng những mức tiền thưởng hấp dẫn. Cụ thể, UEC 2022 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 645 triệu đồng, gấp 1,3 lần so với mùa giải 2021 dành cho cả 3 bộ môn PUBG Mobile, Liên minh huyền thoại, Tốc Chiến và Valorant. Chi tiết cơ cấu giải thưởng như sau. PUBG Mobile tổng giải thưởng 295 triệu đồng, trong đó 75 triệu đồng dành cho vòng chung kết miền và 220 triệu đồng dành cho vòng chung kết toàn quốc. Đội vô địch sẽ nhận về 40 triệu đồng, á quân là 30 triệu đồng, hạng 3, 4 sẽ là 20 triệu đồng, top 1 trận nhận về thêm 1 triệu 500 ngàn đồng, còn MVP được riêng 1 triệu đồng. Liên minh huyền thoại Tốc Chiến tổng giải thưởng 175 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng dành cho vòng chung kết miền, 115 triệu đồng dành cho vòng chung kết toàn quốc. Quán quân sẽ có được 50 triệu đồng, hạng nhì là 30 triệu, hạng ba là 20, trong khi MVP cũng sẽ nhận được 5 triệu đồng. Valorant
tổng giải thưởng 175 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng dành cho vòng chung kết miền và 115 triệu đồng cho vòng chung kết toàn quốc, với các giải thưởng chung cuộc tương tự như tốc chiến. Chưa dừng lại ở đó, không cần phải là người chiến thắng, ngay trong quá trình đăng ký thi đấu, các bạn sinh viên đã có cơ hội mang về cho mình những phần quà đặc sắc. Theo đó, ở bộ môn Valorant và tốc chiến, ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 10 đội may mắn nhất và gửi tặng mỗi đội 5 chiếc áo phiên bản giới hạn. Còn riêng đối với PUBG Mobile, mỗi đội sẽ nhận được 2 áo cùng với 2 bình nước. Không chỉ là một sân chơi thuần túy, nơi các bạn sinh viên thể hiện khả năng và nhận về cho mình những giải thưởng giá trị, UEC 2022 còn mang nhiều ý nghĩa và lợi ích hơn thế cho bức tranh toàn cảnh của thể thao điện tử Việt Nam cũng như thế giới. Nhận định về giải đấu năm nay, Tổng thư ký Verasa Đỗ Việt Hùng cho biết: "Chúng tôi rất tin tưởng các hoạt động như UEC sẽ tiếp tục đóng góp các giá trị thiết thực, tích cực trong việc phát triển phong trào thể thao điện tử sinh viên trên toàn quốc. Với sự đồng hành, nỗ lực của những đơn vị như VNG cùng với sự ủng hộ, động viên, khuyến khích và cổ vũ của các cơ quan báo chí, truyền thông và đặc biệt là sự đóng góp tham gia ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên, hình ảnh và vị thế thể thao điện tử sinh viên Việt Nam sẽ ngày một tốt hơn và vươn xa hơn trên quốc tế. Verasa đã và đang nỗ lực tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa những phong trào thể thao điện tử sinh viên Việt Nam với khu vực và thế giới. Trong đó, dự kiến có các hoạt động ở cấp độ khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới dành cho các bạn sinh viên bắt đầu ngay từ năm 2022 này thông qua những sự kiện. Giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á và Liên đoàn Thể thao Điện tử Châu Á, Liên đoàn Thể thao Điện tử Quốc tế dành cho sinh viên. Ở bất kỳ môn thể thao nào, muốn có sự phát triển bền vững, chúng ta đều phải lấy những hoạt động đào tạo trẻ và phong trào học đường làm gốc. Chúng ta cũng đang có không ít những tuyển thủ eSports chuyên nghiệp đang là sinh viên, nhất là ở bộ môn Valorant, Vinkool, Moth hay RLP. Chính vì điều đó mà sự quay trở lại của UEC năm nay lại càng ý nghĩa hơn, đặc biệt là trong bối cảnh mà những môn thể thao điện tử đang dần được công nhận, đưa vào thi đấu tại các kỳ đại hội thể thao khu vực lẫn châu lục, mà tiêu biểu là SEA Games 31 và Asian Games 2022. Thông tin về UEC 2022 sẽ liên tục được cập nhật và phát sóng tại fanpage và kênh YouTube chính thức của giải thể thao điện tử sinh viên UEC. Đối với riêng từng bộ môn, các bạn có thể ghé qua PUBG Mobile eSports Việt Nam trên các nền tảng Facebook, YouTube lẫn TikTok nếu yêu thích chạy bò. Với những ai yêu mến tốc chiến, hay search Liên minh huyền thoại tốc chiến eSports trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi là tín đồ của FPS, người xem có thể gõ từ khóa Valorant eSports Việt Nam. Đây là bản tin eSports học đường và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở số tiếp theo.